với bằng kiện nhỏ. Ủa các bạn ơi, kẹo có quy cùng ma ma táo hả? Rồi xé thử đi, kẹo dài dữ hả? Wow. Đây các bạn ơi, đây kẹo gì đây ta? Wow, lạ quá hả? Đây đang xé các bạn. Ê, bị lứt rồi các bạn ơi. Trời các bạn. Ủa bị lứt rồi hả? Trời ơi, kẹo giống đường dữ hả? Ăn thử coi ngon không? Đây. Đây kẹo đường các bạn ơi, kẹo đường siêu dài. Mùi gì? Rồi còn biến được gì nữa không? Biến được đồ chơi nữa. Rồi bây giờ biến đồ chơi đây nha các bạn. Chuẩn bị thôi. Đây, gọi ta gọi cái thằng siêu thanh tràn tràn ta máy ra ta biến cho. Wow, khăn tràn gì hả? Khăn tràn của ta. Wow, khăn tràn người nhện luôn á, hay chưa? Rồi bây giờ biến thử nghe, rồi bỏ dưới đất biến thử đi. Đây là chỉ là bình thường, bây giờ ta sẽ biến ra đồ chơi dưới đây. Đây các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt sẽ biến ra đồ chơi nha. Ấy chứ hả? Wow, được chơi gì vậy? Wow. Rồi gỡ ra xem thử. Đây các bạn ơi, bạn Kiệt nhỏ có cái áo tròn siêu nhân nha, biến ra xe gì đây? Wow, một cái xe container chở xe tăng con luôn. Wow, đẹp chưa? Đấy, con bạn Kiệt lớn xe gì đây? Wow. Wow, xe container chở xe sắt này các bạn ơi. Rồi gỡ ra nghiêng, gỡ ra thử đi. Đâu, xe gì đây? Xe chiến đấu gì đây? Xe bắn tên lửa hả? Đây. Wow, đẹp quá các bạn ơi, xe sắt luôn nghe. Đã lắm á. Wow, xe này gì? Một chiếc máy bay. À, máy bay trực thăng kia. Đâu, của bạn kiệt lớn đâu? Wow, một cái xe đua rồi hả? Xe đua số 28 luôn. Wow, xe đua màu xanh đẹp quá. Wow, đây các bạn ơi, Lamborghini kìa. Wow, có Lamborghini nữa hả? Lamborghini. Wow. Ui, số 89 xe đẹp quá, màu cam luôn nè. Wow, xe này xe gì? Xe đua hả? Wow, xe đua màu xanh đẹp quá các bạn ơi. À. Wow, lại xe đua nữa. Wow, mấy chiếc rồi, 2, 4, 6 chiếc rồi các bạn ơi, còn nữa không? Quá, wow, ôi. Ui, cái này xịn dữ hả, hai bên luôn hả? Hai bên luôn. Wow. Hai bên nữa các bạn. À, mẫu khác nghe, mẫu này mẫu ngôi sao nè. Còn mẫu này là mẫu đá banh FIFA. Đây, cũng như y chang nha các bạn. Ê, một chiếc F, F gì đây, F45. Rồi, chiếc này chiếc gì đây? Chiếc này là chiếc F-Bot, Suna. Ủa, hai chiếc này giống nhau rồi. Wow. Hai chiếc màu đỏ giống nhau. À, hai chiếc màu đỏ giống nhau luôn này, chiếc F giống nhau luôn. Giống nhau nha. Rồi một màu cam nữa nha. Y màu cam giống nhau luôn nè. Rồi vậy giờ ship màu nào theo màu đó đi. Đây các bạn ơi, mình có 3 chiếc, 4 chiếc giống nhau nghe. Còn 4 chiếc khác nhau. Wow, đã quá ta ơi. Rồi ship mấy xe kia chung luôn. Wow, đã dữ hả? Đây là xe. Đây, xe chạy nè, đã ghê chưa? Hai xe này có vỏ sách nè, sách được nè. Thấy không? Wow, cái này có vỏ sách, sách được luôn nè các bạn ơi. Đây là xe container của mình, có thể quẹo rồi các bạn. À, có thể quẹo cái này ra chống rồi. À, xe này chạy sao đây? Mình chạy thử đi. Xe này. À, trớn hả? Xe này xe trớn các bạn ơi, mình đẩy thẳng lên nó chạy á. Rồi bây giờ cho mấy xe nhỏ, xe đua nhỏ đua đi. Thôi, để cho xe tăng chuẩn bị đi. Rồi cho xe tăng vô đi. Rồi bỏ xe tăng vô nha các bạn. Xe tăng vô chuẩn bị chiến đấu à. Rồi xe tăng vô chuẩn bị chiến đấu thôi. Ủa xe vô vậy? Rồi xe đó bự quá hả? Xe bự quá thôi, cho mấy bài vô. Bẻ ngược lại được không? Xoay được không? Được. Xe này xem được gãy hả? À xe đó xe đạn, nó cho lên nóc ngồi đi. À đây, mình bỏ mấy bài vô thôi mà. Rồi mới bay vô xe container luôn nè. Rồi đóng cửa lại. Rồi cho xe tăng lên đây nào luôn. Rồi quẹo phía dưới. Ơi. Mình chạy chiếc Lamborghini số 86. Rồi bây giờ cho chiếc màu cam màu đỏ đua đi.
Rồi thử coi đẩy cái xe nào hết trướng mạnh hơn nghiêng. 1, 2, 3. Trời ơi. Rồi chạy trói xe đây lật rồi. Đẩy lại đi, đẩy xuống kia đi, đẩy xuống kia đi. Đẩy đây lật rồi. Rồi xe màu đỏ này thua rồi nghe, xe lật thua rồi, lấy xe khác đi. Cho chiếc màu vàng với màu đỏ này đua nè. Rồi xe nào thua rồi cho nó vô xe này ở đi. Đây, xe nào xua này cho nó vô đi bảo trì. Ờ đúng rồi. Rồi xe màu đỏ này dở quá à. Rồi đóng thử thôi. Rồi tới xe màu vàng với xe màu xanh đua nha. Ủa màu cam chứ, màu cam thắng nè. Rồi đẩy coi xe nào mạnh nè. Trời ơi. Wow xe màu vàng chạy ghê dữ vậy. Xe màu cam đặc dụ nha các bạn. Xe màu cam đặc dụ rồi. Rồi cho xe màu cam vô. Vô đi bảo trì. Rồi bây giờ xe màu vàng đua với xe màu xanh đi. Rồi cho xe màu trắng đi. Rồi xe màu trắng nha. Rồi chuẩn bị đẩy nha. Rồi xe nào. Wow xe nào lật đây. Trời ơi hai xe lật hư hết rồi, đem về luôn. Rồi xe lật. Trời ơi. Rồi màu trắng thắng rồi các bạn ơi. Rồi cho màu vàng vô nghe, xe màu trắng chạy đảo quá. Hay quá. Rồi bây giờ cho màu trắng với màu xanh lá cây đua nha. Xe màu trắng nó tiền. Rồi chuẩn bị đây, đua. Wow. Xe màu trắng đã hết xăng lật rồi. Xe màu xanh đã tước ngôi vô địch. Rồi cho xe màu trắng vô. Rồi màu xám đua với màu xanh lá cây nha. Wow hai xe lật luôn rồi. Đem về bảo trì nha, đem về bảo trì đi. Rồi đua tiếp coi. Xe nào đây? Rồi. Rồi xe màu xanh đã vô địch rồi. Rồi đem xe màu trắng về thôi. Đúng rồi, còn màu xe màu xanh nước biển nè các bạn ơi. Rồi đua nha. Bây giờ màu xanh nước biển với màu xanh lá cây đua nè. Hai. Trời ơi lật nữa rồi. Đây các bạn mấy xe nhỏ này chạy dễ lật á. Đẩy nhẹ nhẹ thôi nghe, đẩy mạnh quá nó lật đó. Hai. Quá. Quá. Rồi cuối cùng xe nào thắng đây? Cuối cùng xe màu xanh nước biển đã vô địch. Rồi bỏ mấy xe thua vô vô cướp hết đi. Đây xe màu xanh nước biển này các bạn ơi, đã lắm nha. Xe này là xe sắt nè, nó bền lắm á. Ở trên này nó bằng sắt nhưng mà ở dưới này thì nó bằng nhựa. Qua đẩy nhẹ chứ hả? Đẩy nhẹ nhưng mà chạy rất là nhanh các bạn. Ồ đúng rồi, chạy rất nhẹ hiệu luôn á. Còn hai chiếc cuối cùng các bạn ơi. Chiếc này vô chiếc luôn. Chiếc vô trước đi. Đây bây giờ một chiếc là người đi luôn lại một chiếc xe các bạn. À rồi hai xe màu xanh nước biển đua ngang một cái xe ngôi sao với một cái xe ép cọt đua nhau. 1, 2, 3. Wow. Hai xe thắng dữ quá, lật luôn rồi các bạn ơi. Wow. Rồi xe của bạn Kiệt nhỏ đã thắng rồi nha. Yeah, hay quá các bạn ơi. Rồi bây giờ cho các bạn xem lại hai chiếc xe này một lần nữa nha. Đây xe container. Xe container chở máy bay. Đây, xe container là xe lính nha, với xe tăng nè. Xe này là xe lính chiến đấu đó. Còn đây là xe của bạn Kiệt nhỏ, là xe này là chở xe đua nha. Đó, xe tải chở xe đua có vỏ sách luôn á. Siêu đẹp luôn nha. Đóng vỏ sách lại mình đẩy, mình chạy thử nha. Đó, chạy thử đi. Wow, rồi container với xe tải đua này chơi không? Rồi bỏ xe con vô đua luôn. Rồi bắt đầu đua nha. Rồi bây giờ xe nhỏ với xe lớn đua thử coi xe nào hả mạnh hơn nè. 2. Wow. Xe nào đây? Trời ơi xe tải hơn các bạn ơi. Xe container xe tăng là bị té rồi.
Và tháo được cái đầu ra luôn nha. Đây nè các bạn ơi, tháo xong rồi gắn lại được cũng dễ lắm á. Đây xe của bạn lớn này, wow, cái xe này chở nhiều xe con quá, hay quá. Đấy các bạn ơi, như vậy là tiệm chiếc lớn với bạn chiếc nhỏ hôm nay giới thiệu cho các bạn hai loại xe nghe. Một là xe tăng, là xe tăng lính nè, chở máy bay với chở xe container chứ. Máy bay với xe tăng. Còn bạn chiếc lớn là xe gì đây? Xe tải nghe. Xe tải mà cũng giống container chở xe con nè. Wow, cái áo chàng này dữ là ta. Ừ, đó là áo chàng, mà thật áo chàng biến ra đồ chơi xe luôn nha. Rồi, như vậy là video về áo tròn biến ra các loại xe đến đây là hết nha. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye.